Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị, trong nhiều video trước, mình đã chia sẻ một câu chuyện tình của một cậu sinh viên nghèo với một quá phụ năm nay đã 53 tuổi, hơn cậu 32 tuổi. Cậu sinh viên 21 tuổi này là một sinh viên nghèo trong một gia đình nghèo và đã coi như đang là du học sinh năm thứ ba, tức là học hết năm thứ ba bước sang năm thứ tư của một trường đại học ở tại Toronto. Và bạn ấy trong những ngày tháng vừa qua đang phải chịu nhiều áp lực trước cái dư luận mà khi người tình của bạn ấy 53 tuổi đã tung ra một cái nguồn tin rằng chị ấy đã có bầu với cậu sinh viên này. Thì hiện nay mình và cậu ấy đã mất liên lạc với nhau sau khi cậu ấy gửi một lá thư nói rằng là cậu ấy sẽ đi Vancouver để coi như là xa lánh tất cả những cái gì mà bạn ấy đang phải chịu, những điều tiếng ở tại gần trường học và ở cái khu vực mà cậu ấy quen biết nhiều người. Thì đây là một cái quyết định mình cũng không dám nói rằng là sai lầm hay là không sai lầm. Nhưng mà sau khi mà cậu ấy gửi thư xong thì cậu ấy đã chặn, tức là đã mất liên lạc, tức là cậu ấy đã có vẻ như là đã thay đổi cái số điện thoại. Và coi như mình đã gửi thư cho cậu ấy nhưng mà cũng chưa thấy hồi âm. Thì từ ngoài hôm qua giờ mình đã chia sẻ rằng là người quá phụ này đã gọi điện cho mình. Trước đây có hai lần thì coi như chị ấy coi như là có đe dọa mình và mình cũng chẳng để tâm nhiều trong cái vấn đề này, bởi vì mình hiểu rằng trong những lúc bức xúc thì người ta có thể là những điều mà họ nói ra có thể là không kìm được những cái câu nói mà mình cho rằng nó mang tính chất thật sự là đe dọa. Tất nhiên là lời nói ra thì không thể lấy lại được, nhưng mà mình cũng không để tâm nhiều lắm. Thì tiếp tục trong ngày hôm qua đến ngày hôm nay thì chị ấy có gọi điện xin lỗi mình một lần và mình đã bỏ qua lỗi lầm. Thì đúng sáng ngày hôm nay khi mà mình vừa ngủ dậy xong thì mình nhận được một cái email thì do chị ấy gửi. Đây là một lá thư chị viết mà theo mình nghĩ viết trong cơn say. Và mình sẽ tiếp tục chia sẻ sau khi đã đọc toàn bộ lá thư này cho quý khán thính giả nghe. Vâng. Lá thư của chị ấy có thể gọi là lá thư tuyệt mệnh và mình xin đọc. Chào anh, trong 53 năm làm người của tôi có đủ những bước thăng trầm, bồng, buồn vui. Có những nỗi buồn chìm trong sự tăm tối nhưng nó cũng vụt qua mau bởi có lẽ khi ấy tôi còn trẻ, đầy nhiệt huyết. Tôi cũng có những niềm vui nhưng nó cũng chỉ thoáng qua như cơn gió mùa xuân. Buồn vui của cuộc đời là quy luật mà bất cứ ai sinh ra đều phải nếm trải. Khi tôi lấy được một người chồng giàu có nơi xứ người, tôi đã có lúc nghĩ rằng cuộc đời tôi đã có hạnh phúc. Thế nhưng nó chỉ là cái cảm giác dối lừa con tim mình khi tôi chợt nhận ra rằng giàu có ở đời này chưa chắc song hành cùng hai chữ hạnh phúc. Cho đến khi chồng tôi đột ngột qua đời trong một đêm mưa bão tuyết rơi và nhiệt độ ngoài trời xuống âm 22 độ C thì tôi đã bị sốc. Với khối gia tài lên tới hơn 200 triệu đô do chồng tôi để lại, nhiều người nghĩ rằng tôi quá sung sướng. Thế nhưng tôi chỉ hạnh phúc và sung sướng nhất khi gặp được người tình trẻ của tôi trong thời gian qua. Tôi đã đắm chìm trong hạnh phúc, ái ân mà quên đi sự mách bảo của con tim rằng người tình của tôi chỉ yêu tiền của tôi chứ không yêu tôi. Bằng chứng là khi biết tôi mang bầu 4 tháng, anh ấy đã xa rời mẹ con tôi. Tôi biết anh ấy sẽ không quay trở lại và tôi sẽ phải sống trong cô đơn tủi hờn trong những năm tháng cuối đời còn lại. Vâng, tôi thừa nhận rằng trong thời gian qua tôi đã ỷ thế sử dụng đồng tiền để điều khiển anh ấy theo ý mình. Tuy nhiên, tôi làm thế vì sợ anh ấy bỏ rơi tôi chứ không phải coi thường anh ấy. Tôi biết rằng tôi đã sai, nhưng anh ấy không cho tôi cơ hội sửa sai nữa. Đêm nay bão tuyết tràn về giống y chang cái đêm đầu tiên anh ấy đến với tôi. Tôi không thể kìm nổi lòng mình khi giờ đây ngồi một mình cô đơn trong phòng the giá lạnh. Tôi đã say và viết lá thư này trong men say chứ không phải trong thứ men tình ngây ngất tôi đã được uống nó trong thời gian ngắn ngủi của đời tôi. Tôi biết rằng đáng ra tôi phải viết thư cho anh ấy, nhưng giờ đây anh ấy đã cách xa tôi. Chẳng lẽ tôi viết thư gửi đi mà không có địa chỉ nơi đến?
Tôi biết giờ đây anh ấy chỉ còn liên lạc duy nhất với anh ở nơi xứ lạnh, tình lạnh này. Bởi vì đã nhiều lần anh ấy nói với tôi rằng anh ấy coi anh như cha chú ruột của mình. Vâng, anh hãy gửi dùm tôi một đoạn thư tuyệt mệnh của tôi đến anh ấy. Cầu chúc cho anh ấy dù ở nơi đâu hãy nhớ về mẹ con tôi. Nhớ về mối tình vụng dại với người đàn bà góa bụa xấu số này. Chồng yêu, em viết những dòng chữ này trong bóng tối, nơi mà ánh đèn của hy vọng đã tắt và bóng đêm của sự đau khổ đang bao trùm con tim của em. Đây không phải là một lá thư vui mừng, nhưng đây là tâm sự cuối cùng của một người phụ nữ bị bỏ rơi. Chúng ta đã đi qua bao nhiêu kỷ niệm, từ những ngày đầu tiên của tình yêu lầm thắm cho đến những cơn gió lạnh của sự xa cách. Nhưng giờ đây, em phải đối diện với sự thật khó chấp nhận rằng chúng ta đang bước vào những con đường riêng biệt. Em không thể phủ nhận rằng chúng ta đã thay đổi và em hiểu cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo như kịch bản mà em đã mơ ước. Em đã cố gắng giữ lại những phút giây hạnh phúc, nhưng giờ đây chúng đang tan biến như cát giữa đầu ngón tay. Em không trách anh vì cuộc sống là một cuộc hành trình không ngừng và chúng ta không thể kiểm soát tất cả. Nhưng em cũng không thể tiếp tục giữ lại những cảm xúc đau buồn này. Đôi khi, để có thể tìm được hạnh phúc ấy, chúng ta cần phải buông bỏ. Và vì thế, em sẽ quyết định rời bỏ con đường chúng ta đi cùng nhau. Em không muốn tiếp tục giữ lại những gì không còn nghĩa gì đối với chúng ta. Hãy để cho thời gian làm lành những vết thương và hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trên những con đường mới mà chúng ta đã chọn. Chúng ta sẽ nhớ về nhau, về những kỷ niệm đẹp và những giọt nước mắt. Em chúc anh sẽ tìm thấy được điều mà anh đang tìm kiếm và em cũng hy vọng rằng tương lai sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là lá thư dài mà mình nghĩ rằng lá thư này gọi là rơi rớt nước mắt. Chị ấy viết trong cái đêm hôm qua vào một đêm và mình cũng cảm nhận được, tức là hai ngày hôm nay bão tuyết tràn về và chị ấy phải sống trong một cái tâm trạng rất là đau khổ. Mình cũng chưa dám nói rằng đây có phải là một lá thư tuyệt mệnh của chị ấy không, bởi vì nó theo mình đọc hết á, mình đã đọc đi đọc lại 2-3 lần, mình thì mình thấy rằng là đây là lá thư lửa vời cũng như là một lá thư tuyệt mệnh, nhưng vẫn có để mà suy xét đọc kỹ từng câu từng chữ thì có thể chị ấy cũng chưa đi đến một cái con đường cuối cùng như vậy. Bởi vì mình nghĩ rằng là chị ấy vẫn nhắc đến cái đứa con, mà đứa con thường thường thì mình nghĩ rằng nó là cái hình ảnh sinh động nhất của một đời người, của một người phụ nữ. Trong khi đấy mình biết rằng là về vấn đề mà chị ấy trước đây lấy một người chồng giàu có thì hai vợ chồng chị là không có con. Mà đến bây giờ, theo như chị ấy nói rằng là chị ấy đã bước qua lửa cuộc đời mà đột xuất có con, có nghĩa đây là một niềm vui lớn trong đời. Và coi như không có gì có thể, tiền bạc nào có thể là chất cao như núi cũng không bao giờ có thể mua được. Cho nên là mình vẫn hy vọng rằng đây không phải là lá thư tuyệt mệnh cuối cùng của người phụ nữ này. Thì nói thật ra, mình cũng không biết làm cái gì trong cái tâm trạng mà không thể là diễn tả được. Có nghĩa bây giờ cái người yêu của chị ấy, hay nói một cách khác mà theo như chị ấy nói rằng đó là chồng của chị ấy, mặc dù chưa có đính hôn, chưa có đi đến kết hôn, nhưng chị ấy vẫn gọi là chồng. Thì coi như mình nghĩ rằng là bây giờ cậu sinh viên này đã bỏ đi và coi như cắt đứt liên lạc với tất cả. Bạn ấy đang phải chịu rất nhiều áp lực từ dư luận, có nghĩa là rất nhiều bạn đã coi như là bình luận comment rằng là bạn này không xứng đáng là mặt đàn ông, bởi vì dám làm mà không dám chịu. Trong khi đó người phụ nữ đã dâng hiến tất cả những cái gì gọi là cao đẹp nhất của cuộc đời mình cho cậu sinh viên này. Không cứ gì về cái tiền bạc, bởi vì với một người giàu có về tiền bạc rồi thì người ta coi cái chuyện tiền bạc nó cũng rất ở cái mức độ bình thường. Nhưng mà cái điều cao cả nhất ở đây có nghĩa người ta đã dâng hiến, tức là tất cả những cái tình yêu cao cả của họ cho cái người đàn ông này, người sinh viên này. Mà chị ấy nói rằng là chỉ có người tình của cậu, thì coi như là chỉ có người tình của chị ấy thì mới hiểu được rằng là cái tình yêu của chị ấy cao cả như thế nào khi mà dâng tất cả cho anh ấy. Thì ở đây thì mình cũng
thật sự là hơi khó hiểu hiểu trong đoạn này, bởi vì mình có lẽ là mình chưa được cảm nhận những cái phút giây mà người ta gọi là cho là hạnh phúc nhất như vậy ở trong cuộc đời. Cho nên mình mặc dù có tuổi và nhiều tuổi cả hơn chị ấy, mình không cảm nhận được những cái điều chị ấy nói. Thì các bạn biết rằng trong mấy ngày qua mình đã cố gắng liên lạc với bạn sinh viên này nhưng mà không liên lạc được, và mình cũng cố gắng liên lạc với hai người bạn của mình, tức là gọi là bạn nhưng mà cũng gọi là thực sự mới gọi là chỉ là quen thôi, quen gọi là cũng chưa mức độ thân tình lắm, nhưng mà hai người đều hứa giúp đỡ. Tất nhiên là ở đây á, người ta giúp đỡ theo cái cách rằng là giúp đỡ về công ăn việc làm đó, và người ta có thể là giúp đỡ về tiền bạc, nhưng mà là để như là ứng cái tiền lương trước cho cậu ấy, cho cậu sinh viên này, nếu cậu sinh viên này đến coi như là làm tham gia, tức là làm nhân viên nhà hàng ở trên thác Niagara ở cách đây độ khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ đi, thì coi như là họ chỉ hứa là giúp về tiền bạc, và coi như là nếu mà để trả nợ họ sẽ trích cái số tiền lương, trích cái số tiền đó để trả nợ cho cái người tình của cậu ấy, và coi như là sau khi mình làm việc thì trừ dần đi theo cái kiểu như là trả góp vậy. Thì mình cũng chỉ giúp được như vậy thôi, và nhiều bạn đã nói với mình rằng không lên đi, tức là đi sâu vào cái chuyện riêng của người ta. Đấy. Nhưng mà thực ra cũng như người ta nói rằng là khi đã bước chân vào rồi thì không thể bước chân ra được nữa. Ở đây bây giờ hiện tại chị ấy đã coi trọng mình, tức là nghĩ rằng mình là sợi dây liên kết cuối cùng. Bởi vì sao? Chị ấy khẳng định rằng là bây giờ cậu sinh viên này chỉ còn duy nhất là liên lạc với mình mà thôi. Còn về ngoài cái vấn đề với mình ra thì cậu ấy vẫn chỉ liên lạc với gia đình bên phía Việt Nam. Còn ngoài ra tất cả các bạn bè ở đây và những cái người mà cậu ấy quen biết ở đây thì cậu ấy không dám liên lạc nữa. Bởi vì cậu ấy không vượt qua được cái áp lực rằng là có bầu, cậu ấy sắp sửa làm cha của một người đàn của làm cha với một người mà có con với một người đã hơn cả tuổi của mẹ của cậu ấy. Cho nên là chính vì cậu ấy không không vượt qua được áp lực này cho nên là cậu ấy đã âm thầm bỏ đi. Thì đây là một điều mà mình không biết nói thế nào, không biết giúp chị ấy bằng cách nào để tìm lại được coi người tình của chị. Vào ngày hôm qua mình cũng chia sẻ một video, tức là mình gặp một cái chú em của mình mà 34 năm nay mới gặp lại nhau, tức là ngày đó là hai anh em đã ở trong một cái trại tị nạn tại Hồng Kông, và coi như là chú em này cũng có một cuộc tình coi như là rất là, mình không biết sử dụng cái từ gì cho nó chính xác, gọi là một cuộc tình rất là vĩ đại. Có nghĩa là chú em này đã đợi chờ suốt ba mươi mấy năm qua không đi lấy vợ, khi người tình của chú em này đã bị những cái thành phần đầu gấu đầu mèo ở trong trại tị nạn cưỡng hôn, có nghĩa là bắt phải coi như lấy họ. Còn nếu mà lấy cái chú em của mình đó thì coi như là bọn chúng sẽ coi như là xử lý bằng cái cách nó có thể là đâm chết, mà cái chuyện đó là chuyện xảy ra rất bình thường cách đây mấy chục năm ở tại trại tị nạn Hồng Kông. Thế thì hôm qua mình cũng đưa cái câu chuyện của về cái người của cậu sinh viên này với cái người phụ nữ đã trên hơn mình nhiều tuổi như vậy, thì coi như là thật sự ra mình cũng không hình dung nổi rằng là chú em mình nói rằng một câu như thế này. Thật sự ra cái chuyện này là chuyện rất bình thường trong xã hội hiện nay. Tại sao bạn này đang được hưởng cái phước mà cuối cùng lại không biết nhận cái phước đó? Bởi vì thực sự ra ở đời có câu nói rằng nếu yêu thì mình nên yêu cái người mà mình yêu, còn khi lấy vợ thì nên lấy cái người mà người ta yêu mình. Có nghĩa là sao? Quan niệm của chú em á là cậu lầy lên lấy người đàn bà lầy, bởi người ta là yêu mình bằng cả trái tim. Đó. Tiền bạc thì không nói rồi, nhiều người sẽ nghĩ đến cái số tiền mà 200 triệu đô la, hơn 200 triệu đô la của người chồng của chị này để lại, đúng không ạ? Nhưng mà trong chuyện tình yêu thì đôi khi người ta coi cái chuyện tiền bạc nó lại là cái chuyện rất là bình thường. Đấy. Những người không có tiền thì coi cái đồng tiền là lớn, nhưng khi những người có tiền rồi thì họ lại coi cái tình yêu mới là thứ lớn nhất, thứ vĩ đại nhất mà không có thể có cái gì có thể mua được. Vâng, cũng trong câu chuyện tình này thì có một vài bạn nữ rất bức xúc khi biết tin rằng là cậu sinh viên này đã bỏ người đàn bà này đi mất tích, và coi như là họ nói rằng là họ sẽ có thể là báo cảnh sát để bắt cái cậu sinh viên này đưa ra tòa và phải chịu trước cái pháp luật. Có nghĩa là bây giờ cái pháp luật ở Canada là bạn này đã có con với người ta thì phải có trách nhiệm nuôi dưỡng đứa con này đến năm 18 tuổi.
À, thực sự ra cái chuyện nuôi dưỡng thì nó rất bình thường đúng không các bạn? Bởi vì người mẹ của nó có hơn 200 triệu đô thì cái chuyện nuôi dưỡng một đứa bé nó không thành vấn đề. Nhưng cái vấn đề rằng là người ta đồng cảm với người phụ nữ này. Có thể những bạn nữ đấy cũng đã có những cuộc tình mà bị người tình coi như là đá văng đi chẳng hạn. Cho nên họ rất bức xúc, họ có cùng cái tâm trạng với cái người đàn bà này. Cho nên là họ mới nói những điều như vậy. Thì ở đây mình tin rằng là dù bạn sinh viên này đang ở đâu chăng nữa thì vẫn đang theo dõi câu chuyện này. Và mình cũng xin thú thật là bạn ấy không liên lạc với mình mấy hôm nay rồi. Nếu liên lạc chắc chắn mình sẽ khuyên nhủ cậu ấy trở về, phải giải quyết câu chuyện này và theo cái cách của người đàn ông, chứ không có thể coi như là một ra đi một cách hèn hạ như vậy được. Tức là mình dám làm thì dám chịu và phải đối mặt với thực tế, đúng không ạ? Câu chuyện này thực sự ra nếu mà những người mà đơn giản á, họ coi cái chuyện này mà bình thường, tức là những câu chuyện này gọi là đơn giản, thì thật sự ra mình là mình lên án. Bởi vì cái câu chuyện này nó liên quan đến cả số mệnh của cả hai con người. Bởi vì chị ấy đã mang bầu một đứa bé, có nghĩa là tính mạng của cả hai con người, chứ không phải là một chuyện đơn thuần như nhiều người suy nghĩ. Nhiều người thì bảo ôi cơm no bò cưỡi, đi về đi, làm sao mà phải trốn tránh. Ở quê nhà coi như là cha mẹ thì coi như là vay mượn tiền bạc, các em thì đang học học sinh mà bây giờ coi như người ta đã giúp đỡ trong mấy năm qua tiền bạc như vậy rồi mà bây giờ lại bỏ rơi người ta thì không có nghĩa là như một kẻ vô ơn bạc nghĩa. Thì thực ra nhiều người còn có nói như thế này, tốt nhất cái loại này nên bỏ nó đi, chẳng phải vương vấn gì cả bởi vì nó bạc bội như vậy, đúng không ạ? Nhiều người đã nói bình luận như vậy. Một kẻ bạc bội như vậy thì sống với người ta cũng chẳng làm gì. Có thể là có khi sống với nhau rồi thì lúc đó người ta lại còn có những âm mưu lọ, âm mưu kia. Và cái sự hạnh phúc của người ta, cái sự hạnh phúc của người đàn bà ấy cũng sẽ không được kéo dài. Một khi biết rằng là người ta sống với mình, nhưng mà trái tim của người ta lại để cho những người đàn bà con gái khác. Vâng, video của mình hôm nay xin tạm thời kết thúc tại đây. Mình rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân tình của quý khán thính giả và các bạn. Vâng, và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.